biết bao tiền đĩa đậu tẩm ảnh đấy không? Đĩa này chắc phải có đến 50 không? 35.000. Ôi vã. Quê tôi mà bạn. Con này nó có gia đình chứ chị, là phải dùng chân đạp ra nhưng mà cái này ăn bao nhiêu tiền ạ? 80.000 một đĩa mẹ với siêu to khổng lồ, chị có làm quá đấy không đấy? 10 bạn. Mình này hơi bé so với bạn đúng không? Hôm nay có duyên lại may mắn được đi cùng thần của Hường béo anh em ạ. Đẳng cấp luôn ấy, sinh tố lúa mạch uống cứ tầm độ 2-3 giây một cốc thôi, sấp một phát hai cốc liền. Ngồi nói chuyện vui vẻ chứ không quên nhiệm vụ giới thiệu mọi người quán cỏ này. Đồ ăn đồ uống rất ok mà cực kỳ rẻ luôn. Nói thật luôn là chưa bao giờ thấy đĩa đậu tẩm hành nào mà như này, uy tín đầy hành đầy nước luôn mà có 35.000. Đậu ngon ngậy luôn nhá, nêm rất vừa bạn ok. Hay cả nộm bắp bò đĩa to hoạch toàn bò luôn cũng chỉ 80k. Nhiều và đầy đặn thật sự luôn ấy. Nếu như giảm bớt ngọt một chút mà tăng chua lên ấy, thì chắc chắn là 10 điểm luôn. Anh em mình ngồi còn gọi cả ếch rang muối rồi là gà chiên mắm nữa, gà rất là mềm nha, để lâu mà không bị cứng hay dai đâu, nêm cũng vừa miệng nữa. Món chính hôm nay là nồi lẩu cá chép om dưa, một nồi như này có 299.000, được một con cá chép cũng tầm 1 cân 7 1 cân 8 ấy, dưa chua tóp mỡ rồi lạc rau bún đầy đủ. Tôi thấy ở đây là sẽ có đồ tóp mỡ này và cá chép, mời bạn. Ngọt, cá tươi đấy, cảm giác nó mứt mứt giòn giòn nhẹ nhẹ ấy thôi, mà ví dụ ăn mà bở bở đó thứ là biết ngay ngon nhất đấy. Ê, chính ra quán này mà gần nhà là tuần nào cũng qua đi ăn nha. Mỗi cái định vị hơi xa một tí nhưng cũng không bỏ cái công mình đi xa ấy. Còn đây là quán Vườn Bia 16 nhá, có mấy quả combo rất là rẻ luôn, đồ ăn đồ uống chất lượng ok, giá rẻ đầy đặn ấy. Chỗ ngồi khá là thoáng, tôi nghĩ đây sẽ là địa điểm uy tín cho anh em tới lai ra đấy. Địa chỉ tôi sẽ để trên màn hình nhá.